Thập cẩm là có bò, có tôm, có bò viên, có trứng gà. Không thích ăn tôm quế thì ăn tôm con, còn thích ăn tôm con thì không có tôm quế Dạ. vậy Yeah. Hết Tết rồi thì tôi lại đi ăn một lèo mấy cái quán quen mà tôi hay ghé. Năm mới thì chắc chắn phải thay đổi chút xíu rồi, cho nên mọi người xem hết cái clip này có phát hiện ra gì không nha. Ví dụ như khách ăn theo yêu cầu chị Dung có pha được không? Ăn theo yêu cầu thì ví dụ khách không ăn bột ngọt thì chị không bỏ bột ngọt, Dạ. không ăn cà no thì chị không bỏ cà no, tùy theo ý khách thôi em. Khách ăn sao thì chị nêm vậy cho khách, còn khách Dạ. không dặn thì chị nêm bình thường theo ý chị. Một tô bún nước bò tôm 40, mì khô cũng 40 luôn, bún nước thập cẩm thì 50, mì khô thập cẩm cũng 50, còn ai ăn đặc biệt á thì 70. Có ai mà mê ăn mì trộn như tôi không ta? Thấy cái sốt trộn ở cái quán bún nước chị Dung. Ở đây thì chỉ có bún trộn khô hoặc là mì trộn khô. Không ăn khô thì mình gọi nước. Mì ăn đến đâu thì quán sẽ trộn đến đó. Mỗi tô mì trộn đều sẽ có thêm hành lá sống hoặc là có thể yêu cầu hành lá chín cũng được. Thêm hành phi bánh phồng là ăn được rồi. Nếu ăn khô thì cái tô nước lèo cũng sẽ có đa dạng lựa chọn. Có thịt bò, bò viên, con tôm, tôm quết và trứng lòng đào nè. Tôi đã nói rất là nhiều lần rồi, quán chị Dung sẽ nêm nếm từng cái vá riêng. Không có thích bột nêm bột ngọt thì cứ dặn là được. Địa chỉ gì bán là số nhà 33 sạc 3, Nguyễn Công Hoan, phường 7, Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian bán từ 7 sáng tới 21 giờ tối. Trưa nay là mùng 6 Tết, tôi chạy qua quán chị Dung mà mọi người hay gọi là bún nước cô Dung ở khu chuyên bán bún nước ở Phú Nhuận, là một tô mì trộn muối ớt khô và chén súp hai trứng lòng đào, rồi thêm một cái tô bún nước đặc biệt có đầy đủ topping cho mấy cái ông mà hay vào cà khịa tôi là đi ăn bún nước mà sao cứ gọi mì trộn hoài vậy. Thì tôi thích gì tôi ăn đó. Sợi bún á thì kiểu trong và to như sợi bánh canh, tô súp thì cô bỏ khá là nhiều hành lá cắt nhuyễn, thịt bò quá trời luôn, hai viên bò viên, một trứng lòng đào, một con tôm và một viên tôm quết. Đầu năm mới tôi sẽ quay lại mấy cái quán ngon để ăn vì cũng nhiều bạn chưa có cơ hội xem clip cũ của tôi nữa nè.